Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Một người mẹ ở Los Angeles vừa bị kết án 25 năm tù cho đến trung thân vì cho thuốc mê và nhốt đứa con trai 11 tuổi trong tủ quần áo trong suốt nhiều năm, khiến cho đứa trẻ qua đời. Theo OC Patch đưa tin, bị cáo tên là Veronica Aguila, 46 tuổi, nhận tội tấn công làm thiệt mạng trẻ em. Lẽ ra bà này có thể bị tù trung thân không ân xá nếu bị kết tội giết người ở cấp độ 1 và giết người có tra tấn, Tuy nhiên theo thỏa thuận nhận tội, phía công tố đã bỏ kết luận này. Theo thông tin từ cảnh sát cho hay, bé Jonathan chỉ nặng có 34 pound trong lúc qua đời vào ngày 22 tháng 8 năm 2016. Thi thể của bé được tìm thấy ở trong tủ quần áo, quấn ở trong mền che kín mặt. Theo lời khai năm 2019 của một cảnh sát đến nhà của bé sau khi nhận được cuộc gọi 911 của cha kế của đứa trẻ. Cảnh sát này nói rằng bé Jonathan có vẻ ngoài như là 5 hay 6 tuổi vì nhìn nhỏ con và bàn tay lạnh ngắt. Theo công tố viên, bé Jonathan bị bỏ bê và hành hạ trong suốt nhiều năm. Nói về nguyên nhân giết bé, bà Aguila đã khai với cảnh sát. Có đêm, bà thấy bé Jonathan cầm dao đứng ở trên người hai đứa con trai khác của bà. Nên sau đó, bà đã phải rời bất cứ vật gì bé nhọn ra khỏi tầm tay của bé. Trong cuộc phỏng vấn ở tại nhà tù, bà Aguila cho hay bà cho thuốc mê để giữ bình tĩnh cho bé Jonathan và cho bé ngủ ở trong tủ quần áo mà chồng của bà không hay biết. Ông Larry Paul Fiddler, tránh án của tòa thượng thẩm Los Angeles County, bất bình cho rằng có lẽ bé Jonathan đã cảm thấy khiếp sợ trong cuộc đời ngắn ngủi của bé. Garden Grove tăng giá nước bắt đầu từ tháng Giêng năm 2024. Hội đồng thành phố Garden Grove vừa quyết định tăng giá tiền nước bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng năm 2024 nhằm để đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh mới của tiểu bang và nâng cấp hệ thống nước cung cấp. Theo thông tin từ báo mạng Voice of OC, quyết định này được đưa ra với tỷ lệ bỏ phiếu là 6-1. Garden Grove cung cấp nước cho cư dân từ 6 giếng nước nhưng vẫn phải mua thêm vì không đủ. Ngoài ra thì những giếng này cần phải được tân trang hệ thống lọc nước. Sở Thủy cục Orange County có trợ giúp cho thành phố nhưng số tiền không đủ. Theo cựu phó thị trưởng Terry Thu Hà Nguyễn, nghị viên Kim Bernice Nguyễn Pena Loza, một trong những người ủng hộ quyết định đã cho biết Chúng tôi đã tìm mọi cách để giải quyết từ trước Covid-19 mà không thành công. Tăng giá nước là điều chúng tôi không mong muốn, nhưng để bảo đảm cho cư dân có nước sạch và an toàn, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hội đồng thành phố cam kết giảm thiểu tác động của việc tăng giá đối với cư dân khó khăn, đồng thời áp dụng các chương trình giảm giá cho người cao niên. Bà Kim cũng nhấn mạnh rằng là thành phố đã thuê công ty cố vấn để bảo đảm quyết định được đưa ra một cách khách quan. Phó thị trưởng George Brechtkem là người duy nhất bỏ phiếu phản đối và cho rằng là mức tăng giá quá cao và đề nghị tìm kiếm giải pháp khác thay vì là đặt gánh nặng cho người dân. Bản phân tích cho thấy rằng là các lệ phí dịch vụ cải thiện cơ bản và sử dụng sẽ tăng lên dẫn đến mức khóa đơn tăng từ 112 mỹ kim lên 146 mỹ kim vào năm 2028. Những điều này được giải thích là cần thiết để duy trì hệ thống và bảo đảm nguồn nước sạch cho cư dân. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Một kẻ trộm ở thành phố Irvine bị phát giác, trốn ở trong tủ quần áo nhà hàng xóm. Nghi can trộm đồ của hàng loạt căn nhà ở Irvine bị bắt sau khi bị phát giác trốn ở trong tủ quần áo nhà hàng xóm, theo CBS News đưa tin. Theo đó, khi về nhà sau khoảng một tuần đi vắng, cô Britney Heisman cho biết là cô phát hiện thấy bị mất một số đồ đạc tổng cộng đến hàng ngàn Mỹ Kim ở trong nhà, mặc dù cô chắc chắn là đã khóa cửa nhà trước khi đi. Tiếp đó, cô nhìn thấy nghi can Wendy Wilkinson, 43 tuổi, đang ngồi co ro ở bên trong tủ quần áo của cô. Tay thì cầm dao cắt pizza, thớt và khăn nhà bếp. Cô rượt bà này ra khỏi nhà và xuống hành lang chung cư. Cô Heisman cho hay bà Wilkinson là hàng xóm của cô ở khu chung cư Skyloft trên đường Jamboree và bà đã từng ăn cắp đồ của nhiều nhà khác ở đó. Ông Kyle Ondo, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Irvine cho hay dựa trên thời gian nạn nhân đi vắng và số lượng tài sản mà nghi can ăn cắp được, cảnh sát tin rằng có thể nghi can đột nhập nhà này nhiều lần để lấy đồ. Sau khi xin được lệnh khám xét, cảnh sát Irvine bắt nghi can Wilkinson ở tại nhà của bà ta cách nhà của cô Heisman vài căn. Lúc bị bắt, nghi can Wilkinson đang được tạm tha ở trong vụ trộm khác, theo hồ sơ của tòa án. Khi thi hành lệnh khám xét, cảnh sát nhìn thấy nhiều đồ đạc quý giá ở trong nhà, trong xe của nghi can và ở trong nhà kho cất đồ gần đó. Trong đó có TV và dụng cụ làm bếp của cô Heisman. Tuy nhiên, bà Wilkinson phủ nhận về tội đột nhập nhà để ăn cắp đồ và tội trộm cắp thông tin cá nhân. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.